quý vị và các bạn, như thường lệ, đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin cần thiết của chuyên mục Bạn Có Biết. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiến trúc của chợ Bến Thành. Và như tất cả chúng ta cùng biết là đã từ lâu, chợ Bến Thành đã trở thành biểu tượng quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù cho đến nay đã qua nhiều lần sửa sang tu bổ, nhưng mà kiến trúc của chợ thì vẫn không thay đổi so với những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ngoài kiến trúc ngày nay thì chợ Bến Thành cũng đã từng có những kiểu kiến trúc mà không phải ai cũng biết. Đó là chợ Bến Thành lợp mái lá và chợ Bến Thành nhiều tầng. Trước khi chợ tọa lạc ở vị trí ngày nay thì chợ đã có mặt ở một cái vị trí cách đó không xa mà ngày nay chúng ta vẫn gọi đó là chợ cũ. Và chợ cũ chính là nguyên gốc ban đầu của chợ Bến Thành. Và chợ cũ thì nằm tọa lạc ở một bãi đất gần bến sông Bến Nghé và gần Thành Quy. Và cái bãi đất này thì ngày xưa người ta thường dùng để cho quân nhân cũng như là hành khách đi vào thành, cho nên là mới gọi là Bến Thành. Và ngôi chợ được thành lập ở đó thì gọi là chợ Bến Thành. Vào thời Nguyễn, xung quanh thành Gia Định lúc đó chỉ có khoảng 10 vạn dân và tập trung chủ yếu là ở chợ Bến Thành. Và cạnh khu chợ, dọc theo bờ sông Bến Nghé thì các ghe thuyền của các thương lái đậu chen chúc nhau, tạo nên một cái thành phố nổi ở trên sông nước. Năm 1860, sau khi mà chiếm được Sài Gòn thì Pháp đã cho xây dựng lại chợ mới ngay tại vị trí của chợ cũ. Và chợ Bến Thành mới được xây dựng thì được làm bằng cột gạch, sườn gỗ và lợp mái lá. Và có một thông tin mà Huyền nghĩ rằng không phải ai cũng biết, đó chính là chợ Bến Thành đã từng được lên kế hoạch để trở thành chợ cao tầng. Hiện đại hóa chợ Bến Thành trong hình dáng một cao ốc thương mại đã từng là một ước mơ, một tham vọng của chính quyền Sài Gòn cũ. Trước năm 1975, Tòa đo chánh Sài Gòn, tức là chính quyền thành phố, đã từng có một cái tổ chức cuộc thi những cái đồ án mới để xây dựng lại chợ Bến Thành và lúc đó đã nhận được khoảng 8 phương án khác nhau. Đạt giải quán quân của cuộc thi này đó là thiết kế của kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãn. Và trong thiết kế này thì chợ Bến Thành được xây dựng giống như là một tòa tháp cao khoảng 50m, gồm nhiều tầng với những công năng khác nhau. Nói về cách chia tầng thì tầng hầm đầu tiên là tầng được đào sâu xuống dưới đất để có thể đỗ xe. Tầng trệt là nơi để bán thịt cá và hoa quả, trái cây. Tầng 1 là nơi để bán bách hóa. Tầng 2 là nơi để bán tơ lụa và để đặt ngân hàng. Độc đáo nhất là tầng 3 được xây dựng trở thành nơi gửi trẻ con của những người bán hàng cũng như là khách mua hàng. Và ngoài ra thì tầng thượng cũng được kiến trúc để trở thành một trung tâm giải trí ăn uống phức hợp, bao gồm những quán ăn, những rạp chiếu bóng và những rạp hát cải lương. Và với thiết kế như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng không quá khác so với lại các thiết kế của trung tâm thương mại ngày nay. Tuy nhiên là việc để dành riêng một tầng lầu để trông trẻ cho những người đến đi chợ và kể cả những nhân viên ở đó thì quả thật nó vẫn là một cái ý tưởng rất là táo bạo, rất là độc đáo, đúng không Diễm? Và đề án kiến trúc này trên thực tế thì đã được phê duyệt và dự định triển khai với tổng số vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ đồng thời bấy giờ. Tuy nhiên, lúc mà người ta định thi công xây dựng là vào năm 1972 thì lúc đó do hoàn cảnh lịch sử cho nên là dự án này đã bị gác lại cho đến bây giờ. Và qua tất cả câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy rằng là điểm quyến rũ thực sự của chợ Bến Thành đó chính là ở hình hài của ngôi chợ nhà lồng rất là quen thuộc ngày xưa. Và bên cạnh đó là cách buôn bán hay là bài trí rất là đặc trưng của một ngôi chợ truyền thống.